chào tất cả các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở chỗ Biển An và tối hôm nay thì Biển An Vàng có festival nên là chị em mình xuống đây để quay phim cho các bạn xem thì festival có gì hay ho và vui không nha. Đi nào. À đi. Mới ăn xong hai tô cao lầu nên bây giờ có nhiều năng lượng để đi khám phá. Tối hôm nay rất là đông luôn. Chắc là cuối tuần nữa nên Hội An đông ha. Đây. Wow, bãi biển quá chi là rực rỡ luôn. Hôm nay là rực cháy. Hôm nay là có nhiều gian hàng đồ ăn này. Đấy. Có được chơi. Có điểm check in này. Wow. Festival này đó được tổ chức nhiều lần rồi. Nó sẽ có hai dọc một food tour. Nhiều món ăn. Ở phía trước kia có một cái sân khấu kìa. Đó sẽ biểu diễn âm nhạc. Đây ở phía sau mình là sẽ có những cái background để mình chụp hình. Xung quanh này thì sẽ có một cái gian hàng ẩm thực. Và phía trước xa phía kia là sẽ có một cái sân khấu để mà trình diễn những cái tiết mục ca nhạc nè, những cái chương trình mà múa lửa đúng không chị Thảo? Bây giờ xin mời các bạn cùng đi tham quan gian hàng ẩm thực và quà lưu niệm cùng với hai chị em mình nha. Đi thôi. Thank you.
tung ngăn lớp dấu đến từ Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam. Sau hành trình chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada, chúng tôi bán sự kiện ngon nhất thế giới đến từ Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam. Festival ở An Bàng, Hội An là 2 năm mới tổ chức một lần. Đây là một cái festival mà mình thấy rất là sôi động và vui nhất mà mình từng tham gia. Bây giờ là cũng hơn 9 giờ rồi nhưng mà vẫn rất là đông mọi người tham gia, từ người nước ngoài đến người Việt. Yes, và cũng có rất là nhiều những bạn nước ngoài đến tham gia cái festival này. Và bây giờ thì mình chỉ có âm nhạc mà còn có ẩm thực nữa, giao lưu văn hóa ẩm thực nhiều nước trên thế giới. Và có rất nhiều cái sạn và cái bar club để mà có những cái gian hàng ẩm thực ở đây để quảng bá du lịch cho An Bàng và Hội An, cho Quảng Nam. Đã, và mình mong là năm nay sẽ là một năm rực rỡ đối với du lịch Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng nha. Và hôm nay có rất nhiều cái tiết mục vui như là nhảy hip hop nè, rồi nhảy điện con, rồi nhảy múa. Các bạn hãy chờ đón xem những cái video của mình nha.
chị em mình xin kết thúc video tại đây và sẽ enjoy cái khoảnh khắc, và cũng sẽ là ăn một chút gì đó vào, uống một chút bia để cùng lắc lư theo điện nhạc DJ đến 12 giờ đêm lận. Okay. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.